Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Cách Ronaldo duy trì một cơ thể siêu thực ở tuổi 34. Nổi lên cùng thời, cùng trải qua những năm tháng huy hoàng ở Man United, nhưng trong khi Rooney đã sang MLS dưỡng già, Ronaldo vẫn đang mơ chinh phục Champions League cùng với Juventus. Cristiano Ronaldo chỉ còn cách sinh nhật lần thứ 35 khoảng 4 tháng, nhưng thay vì thở không ra hơi, anh vẫn đang chạy rầm rầm trên sân bóng mỗi tuần. Đâu là bí quyết cho điều kỳ diệu này? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt! Cũng trải qua những năm tháng huy hoàng ở Man United, nhưng trong khi Wayne Rooney đã sang MLS dưỡng già, Ronaldo vẫn mơ chinh phục Champions League cùng với Juventus. Nên nhớ, Rooney là biểu tượng sức mạnh của nước Anh một thời, chứ không phải là gã éo lã nào đó, nhưng để so sánh về độ bền bỉ, anh vẫn kém xa người đồng đội cũ. Giống như so với Lionel Messi về tài năng, Ronaldo không có được thể chất thiên bẩm như Rooney, nhưng rốt cuộc, theo thời gian, ai là người chiến thắng thì tất cả đều thấy rất rõ. Chắc chắn không có gì tự nhiên trên trời mà rơi xuống. Để sở hữu được cơ thể, sức mạnh khỏe hiện nay, Ronaldo đã trải qua một quá trình luyện tập phi phàm. Ngay từ thời còn là cậu nhóc vô danh ở Sporting Lisbon, Ronaldo đã ý thức được việc phải chăm chỉ hơn người khác. Đồng đội cũ người Tây Ban Nha của Ronaldo có tên Tonio nhớ lại. Trong các buổi luyện tập, cậu ta luôn đối đầu trực diện với các cựu binh, đã nhiều lần tôi phải nhắc, từ từ thôi, đừng quá sức. Tôi cũng thỉnh thoảng cho cậu ấy đi nhờ về nhà, nhưng lúc nào cũng phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ vì Ronaldo không bao giờ muốn về. Tôi đập cửa phòng tập và nói, thôi nào Chris, đến lúc dừng lại rồi, muộn lắm rồi. Mãi thì cậu ta mới chịu về, nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục. Những hành động liên tục đó đã trở thành thói quen ngày qua ngày với Ronaldo đến tận bây giờ. Và lúc này khi đã trở thành một ngôi sao giành tới 5 quả bóng vàng, CR7 còn chuyên nghiệp hơn từ phong cách thi đấu đến phân bổ tập luyện. Tất nhiên, những gì thể hiện trên sân cỏ mới phản ánh tài năng xuất chúng của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chìa khóa cốt lõi của vấn đề này duy trì sức khỏe và thể lực lại nằm trong phần tập luyện thể lực ngoài những giờ thi đấu. Ngoài những buổi tập luyện cố định với Juventus hay đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo còn tự sắp xếp thời gian tập, nghỉ ngơi và thư giãn riêng tại nhà. Trong đó, buộc phải có 5 buổi tập gym mỗi tuần. Việc chăm sóc sức khỏe của Ronaldo chỉ gói gọn trong 3 vấn đề. Phương pháp tập luyện Pilates, liệu pháp hồi phục thể lực và chế độ dinh dưỡng. Trên thế giới, chứng kiến không ít phương pháp tập luyện ngày càng hiện đại và khoa học, phù hợp với thể trạng của mỗi người. Với Ronaldo, bí quyết tập luyện mang đến cho anh thể lực sung mãn chính là Pilates. Pilates là các bài tập sử dụng kết hợp các dụng cụ như dây đai, lò xo và giường tập. Reformer Pilates. Đây đều là những thiết bị đàn hồi có khả năng phản lực lên cơ thể, giúp người tập tốn nhiều sức hơn việc chỉ nằm tập đơn giản trên thảm, tạo ra hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt trong quá trình tập luyện. Các bài tập này sẽ giúp tăng cường thể lực, độ linh hoạt và dẻo dai dựa trên việc tập luyện các nhóm cơ. Ronaldo cũng đặc biệt yêu thích bài tập với bóng. Trong những bài tập chin up quen thuộc, kéo xà đơn ngửa tay để phát triển sâu dài ra trước, Ronaldo thường đặt quả bóng giữa hai đầu gối. Cứ một set thực hiện 10 động tác chin up, số 7 của Juventus lại thả bóng xuống chân phải để tung cú vô lê sao cho trúng quả bóng rổ cách xa 2m. Bài tập kết hợp nhuần nhuyễn giữa rèn luyện thể lực và tăng cường khả năng dứt điểm. Cơ đùi rắn chắc của CR7 khiến nhiều người hâm mộ phải trầm trồ thán phục. Việc tập luyện cường độ cao giúp phần cơ đùi thẳng của Ronaldo căng phồng, góp phần không nhỏ giúp anh luôn bật cao hơn bất kỳ một cầu thủ hàng phòng ngự nào của đối phương và giành ưu thế trong các pha không chiến. Như thường lệ, Ronaldo luôn chăm chỉ xuất hiện tại phòng gym nếu không phải ra sân tập luyện hay thi đấu. Trước đây, không phải lúc nào Ronaldo cũng biết cân đối thời gian tập luyện và nghỉ ngơi. Thói quen nghiện tập thể lực theo cách khắc nghiệt của CR7 từng bị cảnh cáo có nguy cơ gây kiệt sức, thậm chí nặng nề hơn là chấn thương cơ lưng. Để hồi phục thể lực, Ronaldo thường chọn cách đi bơi, anh dành nhiều thời gian ở bể bơi. Khi thì một mình, khi thì cùng cậu con trai Cristiano Junior để thư giãn cơ bắp sau những trận đấu căng thẳng. Khi đó, phần thân trên như cơ tay sau, bắp tay, ngực, bắp vai và cơ lưng đều nhanh chóng được hồi phục, giúp Ronaldo chống lại những hệ quả tiêu cực sau khi cày ải trên sân với công suất lớn. Đi bơi gần như là điều bắt buộc để thư giãn sau mỗi trận đấu.
Bên cạnh đó, liệu pháp khác cũng giúp kích thích tái tạo năng lượng cơ bắp, ví dụ như phương pháp sử dụng bồn tắm nước nóng và nước lạnh có khả năng phun nước áp lực cao, hoặc sử dụng bồn sông hơi có giá là 50.000 bảng. Khí nitơ tỏa ra từ nhiệt độ âm 160 độ đến âm 200 độ C khoảng 3 phút sẽ làm hồi phục sức mạnh cơ bắp một cách nhanh chóng. Đây là phương pháp phục hồi năng lượng được tiền vệ Pháp Franck Ribéry yêu thích và sử dụng trong nhiều năm. Ronaldo bắt đầu sử dụng từ năm 2013 sau khi biết Ribéry ưa dùng thiết bị sông hơi này. Vóc dáng của Ronaldo cũng được anh chăm sóc tỉ mỉ. Cristiano Ronaldo đã trở nên nhẹ hơn qua từng mùa giải và hiện tại ở tuổi 34, ngôi sao người Bồ đang chăm sóc vóc dáng của mình với những chi tiết nhỏ nhất để kéo dài sự nghiệp đỉnh cao một cách lâu nhất có thể. Ronaldo từ lâu đã đề ra một kế hoạch giảm cân nhằm tăng cơ bắp và đàn hồi cũng như là duy trì sự bùng nổ và sức mạnh trong các pha bật nhảy. Câu châm ngôn của anh, giống như của nhiều cầu thủ khác, đã vượt qua độ tuổi sung mãn nhất, làm giảm 1kg mỗi năm để không làm tăng chất béo và không bị mất tốc độ. Bây giờ, số 7 của Juve gần như giữ ở mức 84kg. Người hâm mộ thường dễ dàng nhận ra việc Ronaldo khoe vóc dáng phi thường cho phép anh tham gia vào những hình ảnh mang tính biểu tượng như cú xe đạp chống ngược trên sân Juventus. CR7 nhảy lên ngã người, kết nối với quả bóng ở độ cao là 2,23m trước sự ngưỡng mộ của các đối thủ. Trung vệ của Juventus, Andrea Bazzagli, không tiếc lời khen ngợi, nó gần như là trò PlayStation. Chính thể chất tuyệt vời đã giúp Ronaldo làm được những điều phi thường. Để duy trì phong độ đỉnh cao, dù đã tuổi cơ thể bắt đầu lão hóa, bên cạnh những bài tập luyện nghiêm ngặt, Cristiano Ronaldo còn luôn tuân thủ một chế độ dinh dưỡng đặc biệt khắt khe. Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn thuê chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn vô cùng khác người. Ronaldo sẽ ăn 6 bữa mỗi ngày, trong đó món đặc trưng là mì Ý và thịt gà để cố định lượng protein và carbon hydrates nạp vào, và đặc biệt, không món nào được nấu với muối. Để chiều lòng cậu, cả Ronaldo Junior, CR7 đôi khi ăn pizza, nhưng đó là một trải nghiệm không vui chút nào. Trong bữa sáng, Ronaldo cho phép thi thoảng bản thân được uống nước cam hay nước dứa. Ngoài ra thì anh chỉ uống nước và cố gắng uống nhiều nhất có thể. Cuối cùng thì giấc ngủ cũng rất quan trọng, và Ronaldo đặc biệt coi đây là yếu tố cơ bản trong một ngày. Dù gặp bất cứ chuyện gì, cựu tiền đạo MU vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo cũng sẽ ngủ chiều, một buổi chợp mắt nhẹ sau bữa ăn thứ tư, điều hiếm gặp ở người châu Âu. Thế nên đừng lạ khi các bác sĩ tại Juventus khẳng định Ronaldo có cơ thể của một chàng trai 20 tuổi với chỉ 7% lượng mỡ, cầu thủ trung bình có khoảng từ 10 đến 11%, với tỷ lệ cơ bắp chiếm tới 50%. Để sở hữu được vóc dáng cường tráng như ngày hôm nay, Ronaldo luôn phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình, đếm từng lượng calo, thải nạp phù hợp với những hoạt động sinh hoạt thường ngày, đồng thời đảm bảo vẫn đủ năng lượng để thi đấu trong những trận cầu đỉnh cao. Chính chế độ dinh dưỡng lành mạnh được duy trì liên tục đã giúp cựu sao của Real Madrid không bị bào mòn thể lực trên sân cỏ dù đã 34 tuổi hay giúp cho anh tránh được nguy cơ dính chấn thương. Mới đây, Ronaldo đã chia sẻ với công chúng về thực đơn hàng ngày của mình. Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với các vận động viên. Thức ăn trong bữa sáng phải đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho Ronaldo duy trì hoạt động cho đến bữa trưa. Một bữa sáng điển hình của siêu sao người Bồ gồm có giăm bông, phô mát, bánh sườn bò, bánh mì nướng với bơ, sữa chua và trái cây. Ngoài ra, Ronaldo thường hạn chế tối đa các món ăn chế biến sẵn hay đồ ăn chứa nhiều đường. Đến bữa trưa, Ronaldo sẽ chọn món cá. Món ưa thích của anh là bacalhau ở Brat, một đĩa thức ăn gồm cá tuyết, hành tây, khoai tây và trứng bát. Theo tiết lộ của đầu bếp trưởng phục vụ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng thường xuyên yêu cầu món cá kiếm và cá chẽm trong thực đơn của mình. Chia sẻ với Leeds 10 Sport, đầu bếp Lavado cho biết Ronaldo là một vận động viên hết sức có trách nhiệm, cậu ấy ăn tất cả đồ ăn, tuy nhiên món yêu thích của cậu ấy là các loại cá như cá đuối, cá kiếm và cá chẽm. Trong một bài phỏng vấn với 442, Ronaldo khẳng định protein là chìa khóa then chốt cho chế độ dinh dưỡng của mình. Ngoài ra, cầu thủ cần phải tránh những đồ gây hại cho sức khỏe như rượu, nước ngọt có ga và thực phẩm chế biến sẵn. Tôi tập trung ăn các loại thực phẩm đơn giản như trái cây tươi, rau, ngũ cốc, nguyên hạt và protein nạc. Khi đi ăn nhà hàng, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Ronaldo đặt một dĩa salad bên cạnh món bít tết sàn chảnh. Quả bóng vàng châu Âu năm 2017 cũng sẽ dùng thêm cá ngừ, trứng và khoai tây, đôi khi là mực ống trong những dịp đặc biệt. Một trong những bí quyết dưỡng dáng Ronaldo từng chia sẻ là hãy ăn thường xuyên và ăn tối đa 6 bữa nhỏ một ngày. Trong các bữa ăn nhẹ, đồ ăn của Ronaldo chỉ đơn giản là món cá mói hoặc vài miếng bánh mì. Đồ ăn của Ronaldo chẳng lấy làm gì phức tạp hay khó chế biến. Thế nhưng để duy trì một chế độ dinh dưỡng liên tục như vậy trong hàng năm trời quả là một điều không dễ dàng.
Trong làng bóng đá hiện đại, có lẽ là khó có một ai có thể vượt qua được Ronaldo về mức độ nghiêm khắc với bản thân. Dù gặt hái được vô vàn danh hiệu từ cấp đội tuyển, câu lạc bộ cho đến cá nhân, Ronaldo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những gì đang diễn ra đều cho thấy mũi nhọn trên hàng công của Juve vẫn dồi dào sinh lực, dù đã ở tuổi 34 và ngấp nghé 35 nhờ áp dụng chặt chẽ nghiên cứu khoa học vào việc luyện tập, nghỉ ngơi và dinh dưỡng. Theo bạn, dựa trên chế độ nêu trên, Cristiano Ronaldo có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao đến năm bao nhiêu tuổi? Hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.